Đây anh, xin chào toàn thủy quý vị khán giả nhé. Hôm nay anh em có món mới nhỉ. Đấy gì ấy, món gì đây? Lòng châu. Có cả cái canh đấy nhá. Đâu giờ? Mấy anh em đâu? Đâu rồi? Hôm nay anh em làm món thịt canh châu à? Mùng 1 đấy nhờ, sáng nay sáng mùng 1 anh em làm món tiết canh cho nó đỏ nhỉ. Đi chợ mua đủ đồ hết kìa. Có cả rau thơm này. Thịt qua đây luôn. Thịt canh này. Đây thịt canh à? Đủ không? Thế nhá, cái này là cái anh em sụt băng là tiết canh nhá. Sụt làm tiết canh. Đấy là tiết. Món lòng này làm lẩu đi, mưa gió này, rét này. Lẩu cho ngon. Đầy đủ các ấy luôn. Đây, hôm nay món lòng châu nhá. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là anh em sẽ làm về món tiết canh châu và lòng châu nhá. Hôm nay là buổi sáng mùng 1 anh em làm ăn trưa cho nó đỏ nhỉ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả. Hôm nay anh em trong team lại làm về món ăn mới, đó là tiết canh châu và lòng dồi châu. Hôm nay buổi sáng mùng 1 anh em sẽ làm về ẩm thực. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em chế biến nha. Anh em đâu nhờ? Anh em đang bắt đầu làm món cái này lòng châu nhỉ. Mình sẽ làm dồi nhỉ. Cái này phải lộn qua hết đi nha, xong rồi cho sạch anh em mới làm nhá, chế biến. Đây buổi sáng anh em sẽ hôm nay mưa đấy, lần hôm nay nó bắt đầu vào đúng mùa rét đấy nhỉ. Lần đầu tiên hôm nay anh em mới phải mặc áo rét đấy. Mùa đông. Đây anh em đang bắt đầu làm món rau thơm nhá. Hôm nay anh em làm món dồi nhỉ. Dồi. Rồi ít rồi đồng châu. Không đuôi này. Đâu? Đây em đồ cả có đuôi này. À. Con châu này to đấy. To mà cái này to. Hôm nay buổi sáng này. Hôm nay buổi sáng này mùng 1 anh em làm món tiết canh với rồi châu nhỉ. Hôm nay anh em thử làm món tiết canh thật cay nè, siêu cay nè. Để tí nữa về trên nhà lấy món ớt, tí ớt. Mình trần cái lòng già để làm cái dồi. Nếu không thì trần ít đoạn lòng non cũng ngon này. Thử làm đoạn lòng non cho nó dày. Nhiều. Đây anh em đun nước để trần món lòng trâu nhá. Trần qua đi. Xong rồi cho nó co lại anh em mới dồi được dễ. Bây giờ anh em cho cái riềm mấy cái sụn để vào trần qua trong băm đánh nhân tiết canh nhé. Đây anh em đánh bằng cái sụn cái riềm trâu. Bây giờ anh em trần qua giờ xong rồi vớt rồi băm thôi. Chú Tú băm món tiết canh nha chú Tú ơi, để cho chú Thanh vớt xong chú ra làm món cho thơm cho. Giờ anh em bắt đầu băm món nhân tiết canh nhá. Này cho đầu bếp Tú sẽ phụ trách. Còn anh em ngoài kia đang làm gia vị và làm món lòng nhá. Lòng rồi. Làm để sạch xong cho vào trần quay xong bắt đầu mình sẽ làm rồi nhá. Anh em đánh món tiết canh châu này sẽ đánh hai loại nha chú Tú nhá. Đây làm cho anh một loại siêu cay và một loại bình thường nó không cay. Thái hết cho anh bằng này ớt rồi. Chú ăn được không? Không nổi đâu. Thử ăn cho nó đỏ đây. Ớt đấy cho bằng này nhá. Ăn được đấy nhỉ? Hai loại, một loại luộc và một loại ấy đông.
món gia vị để cho vào làm lòng dồi nhé. Hành, rau húng quăn này và rau chi là nhỉ, rau mùi. Đây rồi anh em bắt đầu chần món lòng để thái, vừa chần lòng thái này, vừa chần lòng để làm dồi này. Ở đây chú Tú đang băm tiết canh, bên kia chú Thanh đang làm gia vị. Bây giờ anh em bắt đầu trần nhá để thái món gia vị. Cái đấy là khăn mặt à. Đây, anh em trần qua nhé để thái nó rễ, co và thái nó rễ. Còn đây anh em trần món lòng non. Ơ chưa trần lòng già. Lòng già để rồi thôi, có đuôi để rồi thôi. Nhưng mà trần chưa? Trần rồi. Cho anh nắm ơn đây nào. Đây là món gia vị nhé, để làm nhân tiết canh nhé. Còn có gừng và hành, khô, tỏi, ớt. Chú vớt bập nhiều cho anh. Hôm nay làm món một nửa siêu cay đấy. Tiết canh siêu cay, tiết canh trâu siêu cay đấy. Bây giờ anh em đang làm món rau thơm để đánh làm nhân lòng dồi nhé. Đây là có hành này và rau thơm này. Đây rau mùi đây, có món rau mùi này, là có rau mùi nữa mới thơm cho nhiều nhiều ạ. Thoải mái cái này cũng chả làm gì nó đâu, mà hành cho thêm nữa chưa đủ đâu. Còn đây là gia vị để làm nồi lẩu nhé. Hôm nay anh em vừa làm lòng dồi để ăn lẩu măng chua nhỉ. Ở đây là món măng rang đây, măng rang ngâm. Món này món măng chua nhé. Ở trên bùn này ngâm măng rang. Đây ở trên miền núi chúng em mới có. Đây chỗ Vinh đang băm cái nhân để làm lòng dồi nhá. Anh em cho mỡ lợn vào ăn nó ngậy. Thái chỉ ngon. Là ấy thế rồi. Còn chú Tú băm xong món tiết canh à? Băm xong đem rang luôn nhá. Đấy giờ chú ấy xong là đem đi rang đi. Nhân đi. Rang đâu anh? Đây. Chú Thành cho cái thớt kia mà thái cơ. To cơ. À để cho Vinh thôi anh nhỉ. Nó băm nhân. Còn đây anh em chú Tú phụ trách băm nhân tiết canh và rang nhân tiết canh luôn. Phụ trách về món tiết canh đấy. Đây anh em mới anh em một công một việc nhá. Thưa quý vị khán giả. Anh em rang chú Tú rang cho cái món đây hôm nay gia vị đấy, siêu cay nhá. Anh em này đánh món lòng tiết canh trâu. Toàn ớt cho hết vào chú ơi, cho hết cả bên này mà, bên này tất tật cả đĩa thôi. Không. Cho cả đĩa luôn đi. Đấy là ớt. Đấy thế nào, cả đĩa thế nào. Cho tí gừng thôi chú ơi. Cho cái gừng gừng gừng. Gừng nè. Hôm nay là cái canh kiểu mới à? Ờ. Chứ cả nhà siêu cay mà. Thánh đắc muối đâu. Đây giờ anh em đang băm cái nhân để làm lòng dồi nhá. Nay anh em làm nguyên dồi trâu. Giờ này anh em cho mỡ lợn vào cho nó đủ ngậy. Anh thấy mùi cay cay đấy chú Tú ơi. Cay không? Anh ngửi ngoài này thấy cay đấy. Chảy hết nước mắt mũi ra rồi. Cái lẻ. Không biết có ăn được không nhỉ? Thank you.
cái chậu nhân để làm lòng dồi nhá. Thưa quý vị khán giả nhá. Anh em băm này. Chắc vẫn phải cho ít hành chứ. Có rồi. À ớt. Bây giờ anh em cho cái món nhân tiết canh để đánh nhé, cho nó nguội xong anh em đánh chưa. Giờ anh em cho cái món tiết vào để đánh nhân làm lòng dồi nhé, để đánh tiết canh đấy. Đủ không? Nữa vào trong. Thế rồi. Tiết canh thế rồi. Đây anh em cho mì chính dạ, nhá. Và... đầy lọ được. Thế chứ trong nhân này sao nó có cả ấy đấy? Nhân này nó có cả muối ở trong hãm rồi. Anh em cho thêm món hạt tiêu nhé, tiêu hạt cho nó thơm. Cho vào cái nhân dồi nhá, lòng dồi. Đây anh em cho vào, không đảo đều lên, không nó lại cay chỗ này, cay chỗ này, không cay. Đây giờ anh em nhân lòng dồi nhá. Đây ba đầu bếp đang tập trung tinh thần cao để làm cái món lòng dồi nhá. Đây là dồi trâu đấy. Con này to lắm anh nhá. Khấu đuôi to đấy. Nó vừa thôi. Bóc nó giản giản nó không là nó to quá. Đây bây giờ chú Tú Béo đang làm món tiết canh nhá. Đánh món nhân tiết canh. Rang xong, phụ trách từ đầu đến cuối đấy nhá. Hôm nay cho chú Tú chỗ tài từ lúc băm xong đến rang và đến đánh tiết canh luôn. Hôm nay lạnh đầu mùa, buổi sáng đây anh em sáng mùng 1 anh em đánh tiết canh trâu ăn cho nó đỏ đây. Nhờ chú Tú nhỉ? Của em thì công thức chưa cần biết đấy. Cũng thoải mái đánh mà. Chia làm đôi. Cho tiên nữa đi. Em đang thiếu nữa. Cho tiên nữa đi. Chỗ này mới đấy thôi. Để dành thì còn dùng cái phát nữa. Đồng luôn đấy. Chỉ là chỉ 2 bát thôi. Đây là buổi sáng nay sáng mùng 1 anh em đánh nguyên tiết canh trâu nhá. Theo công thức của chú Tú là gọi là công thức không cần biết. Công thức này độc lạ đấy, độc quyền. Đây là thành quả khi anh em đã đánh xong nhá. Hôm nay anh em đánh bằng này tiết canh trâu ăn buổi sáng này thôi. Sáng 1 anh em đánh món tiết canh trâu và làm lòng dồi trâu. Thì mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức nhá, cùng anh em chế biến ạ. Đây giờ anh em đang dồi lòng trâu nhá. Những cái khấu đuôi này to anh em cho vào luộc trước, om trước. Còn ngoài này ba anh em vẫn đang dồn những còn mấy đoạn nữa đấy nhờ. Đây này. Thành quả. Đây là mời cái làng đúng không ạ? Đấy là làng. Bán giả mời cái làng. Anh em giờ rồi xong nhá. Giờ anh em cho vào luộc nhá. Thưa quý khán giả nhá. Đây là món dồi trâu. Đây anh em dồi bằng cái lòng non nhỉ. À khấu đuôi. Khấu đuôi là có rồi. Còn đây anh em bằng lòng non làm dồi. Ui giời, này nhiều lắm đấy. Này cả mâm luôn đấy nhỉ. Bằng thế. Mời quý vị khán giả theo dõi và thưởng thức cùng anh em nhé. Buổi sáng nay sáng mùng 1 cơn rét đầu mùa mà hôm nay cũng là đầu mùa nên 2023 mưa lạnh này. Hôm nay có mưa. Anh em hôm nay làm bữa tiết canh cho nó đỏ. Buổi sáng nay anh em làm để trưa nay anh em ngồi nhâm nhi nhá. Xin mời quý vị khán giả và theo dõi và thưởng thức cùng anh em nhé. Hãy vào đăng ký kênh ẩm thực Tuyên Quang, hãy ủng hộ và đấy đây là khấu đuôi đây. Đây là món này do đầu bếp thêm phụ trách nhá. Hôm nay là không nổ là không lấy tiền. Đấy, đây còn một lá thìa lòng nữa. Các gọi để trưa này anh em sẽ ngồi ăn lẩu.
Còn đây là tiết luộc. Tiết trâu luộc sẵn. Rồi anh em cái lòng dồi này đã chín nhá, thưa quý vị khán giả nhá. Rồi anh em cho ra nhá, để anh em thái đây, cho muội đang thái đây, cho vào nồi lẩu nhá. Ui giời, nhìn ngon nhá, thơm lắm không ạ? Thơm thật đấy. Thưa quý vị khán giả này, nhìn. Ăn luôn nhá, nếm luôn. Đây công sức của buổi sáng đây anh em làm nhá. Ăn luôn. Ăn đi, thử đi, thơm ngon, bao nhiêu công lao giờ cần gì lắm không? Này giờ anh em vớt lòng xong rồi cho luôn cái măng rang này vào để nấu nồi lẩu nhá. Cho luôn nồi nước luộc. Đây là măng rang đặc sản quê hương Tuyên Quang nhá, thưa quý vị khán giả nhá. Này anh em tự đi hái về luôn. Ướp xong anh em tự đây anh em thái xong cái lòng non và cái dạ dày nhá, ong sách, xong giờ anh em sẽ ướp gia vị ở trước, còn cái lòng dồi chú Tú chú đang thái để lên đĩa, còn cái lá lách nữa ông thêm ơi. Thôi ướp đi, đậu giấm đằng sau. Này anh em ướp cả gia vị có mì chính, súp và không thể thiếu được đó là giấm. Thì trong này có gia vị thì có gừng và hành hành. Thưa quý vị khán giả nhá, buổi sáng này anh em làm về món tiết canh trâu và lòng trâu, làm lòng dồi nhá. Thì buổi sáng này buổi sáng mùng 1 thì cũng xin mời quý vị khán giả chưa cùng thưởng thức cùng anh em trong kênh nhá. Đây là món tiết canh đây. Tiết canh này chú Tú đánh đông cứng này, thưa quý vị khán giả nhá. Đấy. Qua đồng luôn. Còn đây là món dồi nhá. À, được đâu. Đây là món lòng dồi này. Đây hôm nay anh em làm dồi trâu nhá, thưa quý vị khán giả nhá. Còn này anh em nấu lẩu măng chua, măng rang đấy. Anh em làm bằng măng rang. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và ủng hộ anh em trong kênh nhá, ẩm thực Tuyên Quang. Hôm nay anh em làm hai nồi nhá. Đây. Đây buổi sáng đây anh em làm đến trưa được dùng. Xin mời quý vị khán giả nhé. Buổi trưa nay anh em đã làm xong, giờ cũng xin mời quý vị khán giả dùng bữa cùng anh em và gia đình nhé. Đâu nhà anh em luôn nhỉ? Mời khán giả nhá. Khán giả. Có anh em thẩm đồ thôi. Cho đồ với chân nóng. Anh em cho lòng vào, lòng dồi vào trước ấy. Cái lòng dồi này giờ anh em cho vào trong này ăn nó nóng nhé. Nó sẽ giòn và ngon này. Không nuôi đấy. Mùa đét này ăn thế này quá hợp lý. Cho nó thế này nhé. Cho luôn một đĩa rồi. Đấy, vào đây ngồi đó. Chín chưa? Nóng rồi, ăn chín rồi đấy. Anh em thẩm đồ trước đấy. Để mời ông nhá, mời khán giả nhá. Phải chấm cay cay vào mới ngon nhá. Ngon. Món nó thơm luôn rồi. Bát rau thơm cho xin cái bát rau thơm mà. Anh em ăn lòng phải có rau thơm, tiết canh phải có rau thơm mới ngon chứ. Ông để nó hỏng đi. Chiều là đi ăn cỗ hết. Mưa gió này. Rồi chấm với ông nhá, một cái. Nhanh đi. Cảm ơn đây. Gọi cái Cường Vinh đi. Lạnh này ta cần đâu rồi á. Được con đâu rồi. Nó mát. Thế nào? Ôi nó thơm đây nhá. Ăn nó nóng nó ngon thật đấy. Thơm. Măng này, măng rừng này, măng rang này nó ngấm này. Ừ. Nó không bị he nữa, ăn ngon rồi. Mình cũng là bát kia thế thôi. Nó có dai không chú Tú ơi? Hay giòn? Giòn đấy. Giòn đấy. Ăn tầm ngon. À. Công nhận này con này được. Ngon đấy. Ninh thì nhớ giòn nữa.
Rồi anh em bắt đầu thẩm món tiết canh nhé. Hôm nay sáng mùng 1 anh em đánh tiết canh trâu. Bây giờ thêm Vinh nhỉ, sẽ thẩm đầu tiên. Cho Tú ơi, nhà còn hạt cay cay cho anh xin hà mấy lọ. Đây bắt chanh nhá. Có nhiều. Cái hà lá luôn. Đấy. Hái phải được cả lá đấy phải không? Hôm nay là tiết canh trâu siêu cay nhá. Hôm nay anh em cho cực nhiều ớt luôn đấy. Anh mời chú. Vâng. 4 ban đây này. Ăn lên để lấy. Mời ông nhá, mời bà nhá. Anh em lên. Đông không? Đông đấy, được. Tao bảo trong mang trong ở đây có. Nốt lại. Quá ngọt. Tiết canh sáng mùng 1 thì kiểu gì chẳng ngọt. Em đánh phải ngon. công thức không cần biết. chú Tú cũng có một cái công thức là gọi là công thức không cần biết mà. Băm này băm giòn hết rồi, băm nó rẻ rồi. Đó. Là... nha, mời khán giả nha, tôi thẩm mấy bát canh này. Sáng mùng 1 đấy cho đỏ anh chưa? Em chỉ ăn ăn tí thôi anh ơi. Ôi ông vào dùng nhá. Đâu đây? Giòn lắm. Hai anh kia có thẩm tiết canh không đấy? Có chưa? Bây giờ lại bên chỗ chú Tú chú Thanh nhá. Để thẩm món tiết canh này. Ăn cái này nó thơm. Đông không? Đông không? Đông không? Chứ là mình vắt chanh vào nhiều quá nó mới chảy nước ra kia. Vâng vâng. Đâu? Đấy đúng rồi. Hai ông bà chặn nhau lên chợ ủng hộ này. Đấy. Đây, hai ông bà này. Đấy, dành riêng cho hai ông bà mỗi người một bát. Đấy, đấy, hai ông bà uống để ăn tiết canh đấy. Thẩm tiết canh cùng mấy các cháu đấy. Ôi, mời ông đây này. Ấy à, nghe thấy tiếng nhai ăn tiết canh mà xương nghe rõ mà giòn thật. Nốt nhá. Mát nhỉ? Anh em nốt không? Để nhiều mát đấy, mày mát cái nửa. Chú ơi, nó có nửa to nữa mới được. Cay quá nhưng mà cay quá mẹ, cay quá. Như tôi là cay quá nhưng chú là nửa. Tiết canh này cho nhiều ớt mà, cho đến mười mấy quả mà bà. Trong này ấy. Thưa anh hơi cay quá. Ơt như thế này mà. Đây. Này, ở xa tôi chịu được. Nhưng mà cũng ngon. Ngon. Cái canh như phải bảo đấy á. Chứ đúng hôm nay là bữa lẩu lòng trâu và tiết canh trâu đầu mùa đấy. Nhưng hôm nay đầu mùa lạnh. Hôm nay anh em đều mặc áo đét hết và cả nhà đấy. Và nhưng mà mỗi chú Tú là béo nhất đây, chú ấy chưa biết lạnh là gì. Dị ứng mới lạnh. Xin phép quý vị khán giả nhé. Buổi sáng nay anh em làm về tiết canh trâu và lòng dồi trâu, làm lẩu. Hiện tại giờ cũng đã cuối bữa. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh nhé. Ẩm thực Tuyên Quang, hãy vào đăng ký và ủng hộ anh em ạ. Anh em đâu nhờ? Giờ anh em cũng xin phép ạ. Tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo nhé. Của anh em trong kênh. Xin chào toàn thể quý vị khán giả nhé. Hôm nay anh em đang đi ra vườn bưởi nhỉ. Tham quan những mô hình bưởi. Quá to luôn quả. Đây những cây bưởi thưa quý vị khán giả nhé. Đây. Vườn bưởi siêu to luôn. Đẹp nhỉ. Ôi. Trên này lại vườn ngô này anh em ơi. Trên này vườn ngô. Hả? Xin chào toàn thể quý vị khán giả nhé. Hôm nay anh em lại làm về món mới nha. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và ủng hộ anh em trong kênh nhé. Chào khán giả nhé. Đấy, anh em đang đi xem này.
Hôm nay sẽ chế biến về các món về con dê nhá, thịt dê. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và ủng hộ anh em. Hãy đăng ký kênh ẩm thực Tuyên Quang nhé. Bữa chiều chị hôm nay đó là đây là thịt nướng này, đây để anh em làm món hấp này. Và món tái này. Kia là món xào lăn. Hôm nay anh em làm về 6 món. Cái món này là món lòng dê xào với khế. Xong anh em quên mất, còn anh em còn đi hái khế nha. Bây giờ anh em bắt đầu cho cái món xương vào để xào nhé. Nấu với hầm trước để nấu với canh đỗ nhé. Này anh em cho một gừng mới xả vào. Xào với xương cho nó thơm, đậm đà gia vị. Sau anh em cho canh đỗ, này nấu xương dê, nấu canh đỗ xanh để anh em làm canh nhé. Đây, đây là xương. Này đảo cho nó hết mùi hôi, cho chén rượu vào đấy nha, cho nó đỡ mùi hôi nha. Này cho đầy đủ gia vị hết vào, muối, mắm, mì chính, đậm đà gia vị. Xong rồi anh em ninh lên nhé. Đây là anh em đang chế biến nhé, sơ chế những đồ ăn của buổi chiều hôm nay. Mời quý vị khán giả theo dõi và cùng anh em chế biến nhé. Đấy còn nhân tiết canh đấy đấy, sụn đấy. Ê ơi anh Tiến ơi, bỏ bớt cái mặt kia cho vào vào xào lăn. Ê ơi tiết canh mà nhiều rồi đấy. Hả? Ờ. Không là cho vào xào ấy này được này. Ờ xào mấy lòng được này. Ngon mà. Đây là đối với thêm thì đang chế biến gia vị nhá, để anh em cho vào ướp cái món thịt xào lăn và thịt nướng và món tái. Đây anh em ướp hết trước. Đến lúc ăn mình chỉ xào nướng. Ăn nó nóng nó ngon nhá. Đây là không khí của anh em đang làm nhé, để làm mâm cỗ của chiều hôm nay. Ở bên này thì anh em đang bắt đầu ướp nhé. Ướp món thịt nướng này thì gừng nhờ, xả. Gừng với riêng. Ớt đâu rồi? Tỏi. Thưa Tú ơi, lấy cho xin ít ớt nào. Có, dầu rán. Cho vào để cho nó không bị cháy mà, nướng nó mềm thịt nó ngon. Để cho ướp cho ít tương bần. Đấy đưa cho anh Tiến luôn. Cho để anh Tiến thái cho mấy quả ớt nữa. Cho đây, hai quả ớt rồi. Ừ, thoải mái mà, cái này cho vào nướng nó chín thì nó có cay đâu. Đây anh em cho ớt thêm vào nhá. Này thì anh em cũng cho súp mì chính vào xong đảo đều lên. Ướp này lúc nào anh em ăn thì khoảng nướng khoảng tầm 30 phút sau là nướng, là vào ăn là vừa thôi. Cái này nướng khô quá, ăn dây nó không dai. Dê nướng, dê tái, dê nướng xiên này rồi đấy, tái này, dê hấp này, lòng này, mấy món xào lăn này, xương, xương tiết canh nữa, 7 món mà, còn món rượu là món thứ 8, hoa quả nữa là 9, đua. Đây là không khí của anh em đang chế biến đồ ăn của buổi chiều hôm nay nhé. Đi mua nhỉ? Cái này nướng tảng à? Nướng tảng để làm tái đấy à? Cái này hấp chứ. Đây là cái này luộc chứ. Cái này là tái tảng chứ? Tái tảng.
thêm ba cái này chứ. Đây là món dê là hấp nha. Này anh em sẽ hấp bằng bia nhá, thưa quý vị khán giả nhé. Này anh em làm xong 7 mâm. Thì anh em sẽ làm về món hấp này, món tái nướng này, món nướng xiên này và món lòng này. Mời quý vị khán giả theo dõi anh em cùng anh em chế biến nha. Đây anh em cho thêm lon bia vào. Đây anh em đã thái gần xong nha. Còn cái món tái nướng này vẫn phải ướp qua tí để cho mình thái cho dễ chứ. Ướp qua đi. Cho vào ướp cho nó đậm đà chứ, nó ngon chứ. Xong hết rồi. Xong rồi, này thái nốt gia vị các thứ nữa là nào ăn thì anh em chế thôi. Lấy cái rổ đi xong là ta mới đi bứt khế đây. Quậy lấy khế đấy à? Đây anh em đã vào công đoạn cuối cùng nhá. Chế biến xong là giờ anh em làm những đồ chín. Xin mời quý khán giả vào theo dõi và cùng anh em thưởng thức những đồ ăn của anh em nhá. Này làm về các loại các món về dê, thịt dê là ướp món lòng để xào với khế dứa. Này anh em cũng ướp trước đi, vào súp mình chính vào ướp để lúc nào mình ăn là mình chỉ xào thôi cho nó ăn nó nóng. Đồ này mùa rét là mình ăn nóng nó không bị đông. Đồ này toàn nhiều mỡ thôi. Đây anh em cho thêm ít mẻ này nha, cho ít thôi, tí nữa có khế không nó chua đấy. Xong anh em đảo lên ướp cho nó ngấm gia vị. Bây giờ anh em bắt đầu đốt lửa để nướng món thịt dê nhé, thịt làm tái với thịt dê nướng xiên. Thì anh em lấy luôn cả cây chuối, có chuối sẵn đây rồi. Kê mời quý vị khán giả nhé. Đây là anh em đang bắt đầu nướng món nướng tảng nhé. Cái này thái ra để nướng tảng. Nướng tảng chấm mấy tương à, tương bần vậy. Này chấm mấy tương bần thì ngon rồi. Cái này nướng tái khoảng tầm chắc là 50% luôn nhỉ? 50-60% thôi. Chứ không phải nướng kỹ quá thì lại dai mất. Thưa quý vị khán giả nhé, đây là món thịt làm tái nhé. Anh em bắt đầu thái để bắt đầu cho vào ướp trộn với gia vị khán giả nhé. Giờ anh em bắt đầu làm món tái nhé. Đây là gia vị thì gồm có ớt, xả này, gừng này, tỏi này và đây là nước chai cốt chanh nhé. Đây giờ anh em bắt đầu cho để trộn. Giờ anh em cho thêm ít đường vào nhé. Cái này ngoài ra thì phải có đường này, súp này và mì chính nhé. Ớt đầu tiên không. Đây, này anh em chế 7 mâm nhá. Con dê 30 cân chế làm 7 mâm. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và cùng thưởng thức những món ăn của anh em trong kênh nhá. Đây là món thịt tái nhá. Đây anh em cho ớt này, xả này, gừng này, lá chanh này, tỏi này. Đấy,
Đây là gia vị của món tái nhá. Đây là nước cốt chanh nhá, anh em cho nước cốt chanh. Có cho vừng không đây? Có chứ. Tưởng quên món vừng. Vừng thì bốc lên chốc. Cái này là xong nhá, thưa quý vị giải nhá, xong bắt đầu anh em đảo đều lên, trộn là lên đĩa thôi. Đây là coi như là xong, hoàn thành món nhá. Thưa quý vị khán giả nhá, giờ anh em đang rang cái món nhân xếp canh này nhá. Để anh em bắt đầu đánh nhá. À ớt kia có hết rồi ông ơi. Có hết rồi. Đây gừng kia xả kia tôi thấy rồi. Hành xả kia. Có hết rồi, có hết rồi. Gừng đây cũng có rồi. Xin mời quý vị khán giả nhá. Bây giờ anh em bắt đầu rang xong món nhân tiết canh. Giờ cho ra bát để nó nguội xong anh em bắt đầu đánh nhá. Buổi chiều hôm nay anh em làm về nguyên món dê thôi. À, tiết canh dê. Các món về thịt dê. Này anh em cho ra bát để cho nó nguội nhá. Xong anh em đánh. Hôm nay đánh đúng một mâm nhỉ. Mười bốn bát. Này hôm nay anh em đánh nguyên bằng sụn mấy cái mặt nhỉ, mặt của con dê nhỉ, thủ tai kia các thứ là để dê đánh hết. Vinh này đang nướng món xiên thịt xiên, đây là thịt dê nhá, dê hôm nay anh em nướng xiên đấy. Đây quá ngon luôn nhỉ. Ngon không? Ngon lắm rồi. Ông nhìn này, đây là món dê nướng nhá, thưa quý vị giải nhá. Đây là do đầu bếp Vinh nhá, đấy ngồi gần lửa nhưng mà rét, mùa rét nhưng mà vẫn nóng, mặt đỏ rồi. Lửa là anh đấy. Xin mời quý vị khán giả nhé. Bây giờ anh em bắt đầu làm món đánh tiết canh nhé. Đây là nhân đánh tiết canh. Anh em làm 7 mâm đánh 14 bát thôi. Đánh ít ít thôi, không đánh nhiều nữa. Đó, đây là món tiết. Đây anh em đang pha chế nước. Này là anh em chở chủ yếu là mì chính thôi. Đây anh em bắt đầu đánh nhá, thưa quý vị giải nhá. Đây đánh món tiết canh dê đây. Này anh em làm sụn và cái món thịt mặt để đánh băm, để băm nhân tiết canh. Thưa quý vị giải nhá, rồi anh em bắt đầu xào cho chủ yếu bữa tối hôm nay nhá. Anh em làm về món dê xào lăn. Giờ mừng khán giả theo dõi nhé. Anh em đang bắt đầu xào nhá. Đây anh em cho thêm ít tấm mắm vào nhá, đậm đà hơn. Mà trong thịt dê thì anh em đã ướp hết rồi nhá, muối mắm anh em đã ướp rồi. Đây là món thịt dê xào lăn nhá, quý vị cả nhá. Đây là món dê xào lăn nhá, quý vị cả nhá. Giờ anh em xào xong rồi giờ cho đây các đĩa nhá. Cái này là quả rau răm và rau ngổ nhá, quý vị cả nhá. Đây giờ anh em bắt đầu cho ra đĩa nhá, thưa quý vị cả nhá. Đấy, đã xong một món xào lăn. Xong món này nữa anh em bắt đầu xào món lòng nữa. Xào khế. Mời quý vị khán giả theo dõi nha. Xin chào toàn thể quý vị khán giả nhé. Buổi chiều hôm nay anh em làm về các món về thịt dê. Trong đó thì có các món thì em sẽ review cho quý vị khán giả xem và theo dõi nha. Đó là món tiết canh không thể thiếu đầu tiên này. Món thịt nướng này, xiên này. Đây là món tái này. Món tái. Và đây là món thịt nướng tảng. Và tiết canh. Còn hai món nữa là món xào lăn và món lòng dê xào khế. Mời quý vị khán giả theo dõi và cùng anh em thưởng thức nhé. Đồ ăn của buổi tối hôm nay nhé. Đây anh em bắt đầu xào món lòng dê nhé. Xào lòng dê xào khế. Mời quý vị khán giả theo dõi nha. Đây là bộ lòng dê. Con dê hôm nay anh em thịt 30 cân. Anh em sẽ xào nguyên lòng dê xào khế và dứa. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em nha.
tối hôm nay. Vì quý vị khán giả, hôm nay anh em làm về các món chuyên về dê. Hôm nay anh em làm buổi chiều hôm nay làm về con dê 30 cân, thịt làm 7 mâm. Bây giờ cũng chuẩn bị hoàn thành lên mâm. Cũng xin mời quý vị khán giả theo dõi và ủng hộ anh em trong kênh nhé, ẩm thực Tuyên Quang. Giờ em xin phép review cho các món để quý vị khán giả theo dõi và thưởng thức nhé. Đây là đầu tiên, đó là món tiết canh. Đây, cho quý vị khán giả nhé, tiết canh đồng nhé. Thứ hai nữa là món dê nướng xiên, dê thịt dê nướng xiên. Thứ ba đó là món dê tái. Thứ tư đó là dê nướng tảng. Thứ năm đó là dê xào lăn nhé. Và thứ sáu nữa là món lòng. Thứ bảy là tiết món canh nhé. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và ủng hộ anh em trong kênh nhé, ẩm thực Tuyên Quang. Hãy đăng ký và ủng hộ anh em ạ. Cái này là chấm này, chấm tương nhé. Anh em sẽ làm nguyên tương với tiết canh, quý vị khán giả đồng. Hôm nay anh em làm về có 7 mâm thôi. Đấy, trên này là các cháu đã dùng trước nhé. Còn đây dưới này là mâm của anh em và người nhà nhé. Bác đây, khách nhé. Đây thưa quý vị khán giả nhé. Trên này là các cháu và các chị em đang bắt đầu dùng bữa. Đây là các món nhé. Đây là thưa quý vị khán giả nhé, đây là món lòng dê xào khế nhé và dứa. Thì trong này thì gia vị có gừng, có sả, ớt, rau răm và rau ngổ nhé. Cái này nhiều gia vị lắm đấy. Giờ là anh em bắt đầu cho lên mâm nhé. Anh em Thành ơi, bê đồ ra nút này để anh em ngồi đâu. Đây là hoàn thành một con dê của buổi chiều hôm nay. Anh em làm về các món nha. Tí nữa xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em nhé. Đây nha. Xin mời quý vị khán giả nhé. Bây giờ hôm nay anh em buổi chiều hôm nay làm về món dê. Bây giờ cũng đến bữa rồi. Giờ cũng xin mời quý vị khán giả dùng bữa cùng toàn thể anh em trong gia đình nhé. Đâu anh em đâu nhé. Vâng. Hôm nay anh em làm 7 mâm về nguyên thịt dê thôi. Xin mời quý vị khán giả dùng bữa cùng anh em nhé. Hôm nay con dê làm được 7 món, 30 cân làm được 7 món đấy nhỉ. Dê lòng này, đây là món lòng dê này, món tiết canh này, món tái này, món nướng này, món nướng tảng này, món xào lăn này. Đấy, cái món canh 7 món đấy. Cũng xin mời quý vị khán giả nhé. Đâu anh em tẩm nào. Đây là món tái dê, anh em bắt đầu thẩm nhá. Đâu. Có vị gì đấy? Nhưng mà chấm chung cái này nó có mùi dê cơ chứ không? Mùi lắm anh ạ, à, thơm lắm. Dê này là dê anh em làm dê, con dê dê cỏ nên không có một mùi gì đâu nha. Ăn thì thơm đấy. Đấy, các bác mấy chị em bảo là con dê này hôm nay ngon lắm đấy. Xin mời quý vị khán giả dùng bữa cùng anh em nhé. Em cũng xin phép được cầm đũa nhé, dùng cùng anh em đấy. Anh em dùng đi, thử xem món lòng nào. Lâu lắm mà không được ăn món lòng. Ừ. Đấy. Anh em nhé. Đây em chúng ta review cho cả nhà theo dõi nhé. Đấy. Đây là anh em và cả gia đình nhé, hôm nay giao lưu. Hôm nay còn ai nữa không? Mình còn thiếu ai nữa không nhỉ? Thiếu anh Thiết. Thử món nướng tảng nào. Đây là nướng tảng nhé. Đây, thưa quý vị khán giả nhé. Nướng tảng này. Đây không cần phải quấn gì đâu, ăn tảng này, chấm tương này. Tương bần này thiếu đường, mặn. Cho em cho hết đó. Đây là món tái ngọt lắm các bạn. Tái này, đây là tái hấp đây đúng không? Ừ. Thêm cái chuối này, đây là đá sung này,
Ơ lá dơm ấy rồi, lá dơm lá sung này. Đó là lá nhội. À đấy à? Còn lá rổi nước đâu? Hải chắc quên à? Quên đấy nhỉ. Mời các bạn nhá. Ăn cái này với cuốn cái này ăn nó ngon này. Cái cành đông rồi, tôi thử rồi. Về cái cành quá đông luôn. Đấy. Món thịt đắp thơm lắm, mát lắm. Đâu đâu anh em thử đi. Tôi món thử món nướng đi. Thẩm món nướng. Ngon lắm, ngon lắm chưa đấy. Đông. Món nướng này giòn lắm này. Món nướng này. Đấy là thử tiết. Thử tiết rất nhạt. Và đúng không? Đây là anh em thẩm món thịt xào lăn nhá. Đây anh em thử nào. Nào làm cái nước đây không ạ? Đậm đà đấy. Đâu anh em nhỉ? Thành công ở buổi chiều hôm nay nhỉ? Vâng. Tú uống đây. À đây ạ. Ừ. Dê này ngon nhỉ? Con này ngon đấy, tầm quá ngon luôn. Môi là quê em, quê vợ em. Đặng môi. Ăn đậm đà ngon đấy. Dê này ông ấy toàn thẳng đá rồi. Trong ấy toàn đá rồi đấy. Hôm nay bắt chỗ đấy là gần nhà ông. Sang giao lưu với cả nhà ly nhỉ? Anh Ron nè. Đây các món nè. Hôm nay nào chú ơi? Các món nào? Anh em nào? Được rồi. Hôm nay con này có 30 cân được chú ạ. Con này vừa tầm. Vừa tầm ngon nhỉ? Không dai và không mềm. Chưa thử món ngấy chưa? Món lòng mì chưa? Món nướng tảng này này. Bây giờ cho chúng em mời cả nhà mới mời anh em ly nhỉ? Hôm nay là rất là vui. Mời rồi nhá. Uống bao nhiêu uống nào uống nhá. Anh em cứ thoải mái đi. Xe cộ không phải ngồi chị em đâu lo. Ngồi với chị em uống còn tốt hơn mình đấy. Con dê rất là tuyệt vời. Mời quý vị khán giả nhé. Hiện tại giờ anh em bắt đầu triển khai ăn món tiết canh nha. Đâu anh em mình thẩm món tiết canh nhá. Xong xem nào nào. Món tiết canh nhau quả buổi tối này nhỉ. Làm bát nha, làm bát nha. Ừ, anh làm bát. Cô ơi, chú Thú làm bát nha. Mời quý vị khán giả nhá. Đây anh em thẩm món tiết canh nhá. Ăn nào đây? Cái canh dê mẹ có mùi vị không? Có mùi cỏ không? Giòn lắm. À thế à? Đây. Ôi, cái canh dê này không có tí nào nước nhỉ? Rồi, ok. Đấy là mình cho chanh mới có nước thôi. Rồi. Ấy, quá ngon nhỉ? Giờ... anh em đã dùng nhá. Tiết canh như nào đây? Ngon quá là mình nữa. Tôi một nửa nha, không để tôi nha, không lại cứ ăn hết nha ông Thành nha. Ngon quá là mình nữa. Tú đây. Đâu 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 đâu. Ngon không? Vinh. Quá ngon. À đây à? Làm chén đi. Đâu đâu anh em mình làm nhau chén chưa? Mời nhau chén. Xin mời quý vị khán giả nhé. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh nhé. Hôm nay anh em làm về chuyên về dê. Rồi hiện tại giờ anh em cũng dùng đến cuối bữa rồi. Cũng xin mời quý vị khán giả, hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh nhé. Ẩm thực Tuyên Quang. Hãy vào đăng ký và ủng hộ anh em nhé. Đâu anh em đâu nhá. Chào khán giả các nhá. Đâu anh em làm cái tổng kết nhá. Xin mời nhá. Cái cành này ngon nhỉ, con dê này quá ngon luôn đấy nhỉ. Ngọt đấy, hôm nay ngọt đấy. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh nhé. Em xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị. Xin chào toàn thể quý vị khán giả nhé. Hôm nay anh em trong team lại tổ chức làm một món ăn mới nha. Hôm nay có vừa mua được tí hồng số tiết canh. Con triển thôi nhỉ. Anh em ra chế đây. Hôm nay mùng 1 đây. Có gì tìm được con lợn nào nó sạch đấy. Có tiết canh không? Có, đây là tiết canh anh ơi. Đâu. Đây. Lòng đây này, ngon quá này. Anh em ra chế đây. Chế nước ra chế đây. Lấy sau. Bây giờ làm cái này trước.
Cái này cái gì ấy? À, riềm. Đây trễ nhá. Anh em bỏ ra nào. Nó hôm nay kia lông dồi à? Lông dồi. Ấy con lợn này hôm nay ngon đấy nhỉ. Hôm nay mua được con này ngon quá. Nhìn này béo lắm này, nhìn cái lòng dồi kia. À, được, con này chắc ngon đấy. Hôm qua cũng dặn ông ấy bảo là thịt có lợn sạch thôi mà ra để... Anh em chế luôn đây, chuẩn bị ăn buổi sáng nha. Đây, buổi trễ nhá. Đây, đây, buổi sáng đây, chào buổi sáng lên mùng 1. Ui dồi, buổi trễ đâu. Ui dồi, ui, ngon đấy nhỉ. Ui dồi, quá ngon luôn. Trễ này, con này để dùng. Đây, nhủ trễ ngon quá. Lấy luôn cả ít riềm về ăn này. Ui dồi, riềm à? Riềm à. Để cái phổi tí ra đánh cái canh nha. Đâu? Đấy, đấy, tôi chọn mà. Ngon đấy, cái này lại say rồi. Được. Buổi sáng mùng 1 này anh em nha. Giờ bắt đầu anh em bắt đầu tiến hành nhà. Anh em đánh cái canh. Cái đấy là cái cuống họng đó. Để anh em này đánh nguyên cái canh lợn bằng phổi nha. Tiến hành băm. Chế biến. Băm thôi chú ơi, không cần phải thái đâu. Cái món này có đồ bít béo nhá. Mọi người chế biến món tiết canh. Đang băm món nhân tiết canh đó. Này mùng 1 đấy. Đây là mùng 1 thì anh em đi quán mà hôm nay ăn trực tiếp và làm trực tiếp tại nhà. Này anh em chế được bộ lòng lợn sạch, lợn của nhà nuôi. Nên anh em này đánh món tiết canh buổi sáng và lòng lợn, lòng mề nhỉ, mày ăn lòng mề. Này có cái trễ ngon nhỉ? Có mà. Trễ mới bắt phèo hôm nay quá ngon luôn. Có đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Anh em sẽ cho hành khô và ớt vào nhé. Anh em ăn được cái món cay cay với hai nữa cho hành khô và thơm này. Khi đang cái canh nó thơm ngon. Đấy. Ớt băm nhỏ đâu, tí nữa ăn sạch thì ăn. Giờ anh em bắt đầu tiến hành rang cái món nhân tiết canh nhé. Hôm nay anh em đánh canh lợn. Hôm nay có cái bát phèo và món trễ. Mời quý vị khán giả vào xem và theo dõi ủng hộ anh em nha. Quá thơm rồi đấy. Thơm rồi. Có mùi hành lên nhất là thơm ngay tức. Đây anh em bắt đầu thái đồ chế buổi sáng đây nha. Đây anh em làm được bộ con lợn sạch. Anh em đặt được bộ trễ này với bát phèo này và riềm này và món phổi đánh tiết canh này. Nay anh em chào buổi sáng bằng món tiết canh lòng lợn nha. Mời quý vị vào xem và ủng hộ anh em trong kênh nhé. Thái to to thôi chú ơi, thái bé quá ăn nó ăn thái dài to quá. Dài to nha. Chín chưa? Chín đấy. Tú ơi vào lấy cái bát đi, Tú ơi, lấy món bát con nhé. Lấy cả bê cả rổ bát ra để cho nhân vào luôn. Đây anh em bắt đầu tiến hành rang xong nhé. Rồi anh em cho là bát để chuẩn bị đánh nhé. Cho vào quạt cho nó nguội nhanh nhé. Đây rồi anh em bắt đầu thái xong nhé, cái món riềm rồi. Rồi anh em cho tiếp cái món lòng mề đây, thái hết đi. Tí ơi cho to ra. Tú ơi cứ thích bé bé thế nhỉ. Cho nồi lẩu to ra ăn nó giòn rồi. Chứ mình thái nhỏ quá nó vào nó quặt cái này ra ăn nó không ngon. Phải đất ăn này con lụa ăn này ngon thì món lòng non
quá dày luôn nhỉ, gần như thành lòng xe điếu rồi, quá dày luôn. Đây anh em xem quá dày, theo lòng xe điếu nè. Đem ra thái hết, mình nhận to nồi lẩu mình ăn mà, ăn lẩu giống mà. Không, luộc nó cứng cứng tí em ơi, nó chín chín tí. Đây là món lòng dồi, thành quả của đĩa lòng dồi nha. Anh em chưa tiến hành cho vào luộc nha, cái tú đâu cho vào đây. Cái để trễ này, ơi nhìn còn nhờ. Được, để cân đấy, nhờ, trễ này. Còn món này là món bắt phèo à? Đây là phèo phèo đây. Quá ngon luôn. Đây, nhìn món mặt phèo mới cái trễ này. Buổi sáng nay thì không say không được nhá. Chú nhờ? Chú Tú nhờ? Vâng. Hôm nay không say không được đâu nha. Này có phải là say hết ngày mùng 1. Ui, nhìn đầy nhá, cái phèo nó kìa. Đấy, xếp này rồi. Đây nha, bọn bắt phèo và trễ nha. Ây. Giờ anh em cho cái nước gia vị ở nguyên củ gừng này đấy nha. Cũng lấy luôn cái nồi kia để ấy đây. Để mình cho vào tiến hành cho nồi lẩu đây. Thì anh em tiến hành bắt đầu đánh cái món thịt canh nha. Đây này là do đầu bếp Vinh nha. Chế buổi sáng này. Thế khi đánh phải thử tiết. Đặt hết đấy. Sao làm trận 2 đi. 1-1 chắc không ổn đúng không ạ? Chắc phải 1-2. Làm 1.5 rồi. Đặt cho 1 về đá. Tiết canh buổi sáng này, tiết canh lợn cho đỏ đây, hôm nay mùng 1. Anh em đánh nguyên tiết canh lợn và lòng và trễ và bắt phèo diềm này, người diềm đấy nhỉ, vừa thứ con lợn là ngon ăn hết. Đây nồi này à, bây giờ anh em bắt đầu thái và phèo nhá. Nhỉ, quá ngon luôn, phèo. Đây là bộ trễ nhá. Ui, thái thế là không ăn được rồi nhá. Cái này xéo giỏ dài đấy. Trễ ngon đúng không? Trễ giòn. Lợn quá ngon. Món trễ này. Đây buổi sáng nay nhá, mùng 1 nhá, anh em có bằng này đâu. Mời quý vị khán giả vào xem và theo dõi ủng hộ anh em trong kênh nhá. Ngày sáng mùng 1 tiết canh lòng và trễ phèo và riềm nhá. Đây có cỗ lòng. Này có bằng này đâu nhỉ? Đấy. Đậu sáng nữa mà. Đây tiết canh nhá, như này là tạm ổn rồi các bạn. Đây nha. Đổ này. Có thể tạ tư mà. Thôi ông thì không, không lợn này có lợn lợn nái nhưng mà thằng Tú nó không lấy. Mà nó đi anh. Bán. Đánh đâu mà cho cắt cho đấy. Đây buổi sáng này anh em uống 2k này đấy nhá. Bên đây có chút không cơ? Thế nào ông nghỉ đây. Đấy anh em bây giờ cho đồ nhá. Đây là món trễ và món bắt phèo riềm đâu nhỉ, buổi sáng mùng 1 nhỉ. Anh em thì cháu ông con mình làm ly nhỉ, chúc có khỏe đầu tháng nhỉ. Chào anh em, anh Thiết đây. Hôm nay thế qua hết tháng cô hồn sang tháng 8 tháng mới cho nó đỏ cái. Hôm qua anh em mới bảo tháng cô hồn đen lắm, đúng thật đen. Em xin mời quý vị khán giả nhá. Bây giờ mình khán giả nhá. Cái gì chín được chưa? Khán giả nhá. Hôm qua lại đặt cái gì?
Xin mời quý vị khán giả nhé. Giờ anh em vào bữa giờ xin mời quý vị khán giả nhé. Mời khán giả nhá. Tú đâu? Tú đâu? Đây. À Tú đấy à? Chú Thanh đâu? Mời khán giả nhá. Ra ngoài giám ớt. Chú Thanh ôi giời. Chấm tí nữa mình ăn tạm ứng á. Như cái nào ấy chín rồi à? Chín vừa thì quá. Nó đã ăn cái gì đâu? Héo. Mà biết là nó bắt nhân nó cái tiết thì nó ăn được nhiều không? Ăn được một lần một bát. Mấy chiếc. Bao nhiêu mình chưa đâu nhỉ? Không ai uống rượu thì giấu rượu đấy nhỉ? Ồ, chiến rồi anh Thiên. Mấy anh em dùng thôi. Ông Hưng. À đâu, vô đi. Ông Vinh sao quá không? Sao lão? Ăn được mà. Đang rủ rồi nhưng mà lên lịch rồi. Sáng này còn chửi em đâu? Chế em mà. Lúc bảo thịt thì chả thịt kìa. Bảo từ lâu rồi. Lúc bảo thịt thì chả thịt đến lúc người ta cứ... Yên tâm, hai tháng nữa lại lên sáu tháng. Vẫn còn lặng. Mấy nữa là? Từ vàng thứ nhỏ. Quanh cái lợi nhận từng khác đến năm rồi. Con làm nái đấy gì? Không, nó toàn lợi được. Cái gì dai? Em ăn cái này là cái gì? À, cái đấy bong bóng. Cái gì khơi à? À không. Xong đổ hết mà ăn. Ý, cái gan này, con này ngon lắm này. Uống đi nhỉ? Cả nhà làm ăn kém đi nhỉ? Tại vì đang lo mồm. Ôi, cái gan nó gan lụa, ngon lắm. Cháu chưa nghe uống mấy cái gan nó còn ngọt này nhỉ? Cố gắng cầm cự không vẫn cầm cá có tất của đi xong nó để nó ăn lợn rồi vâng ăn vẫn hết được không mà cho tất là thì ăn hết lắm nào tiếp lo gì phải ấy đang vẫn ngon ăn thằng nào cho đấy thôi nếu không cứ hết đấy cho thêm bát cháo vào nữa để ngồi chờ cháo chín nữa ăn tiếp ấy thằng này bài tính được có gì phải cho gạo làm một bát loa cơm và đổ vào là thắng lên một lúc là thành chả đây sẵn lên này một bánh hôm qua cho nên là sẵn gì đó nhanh bây giờ rồi giờ 8:20 mà đã xong rồi thôi đừng có tên thì mà hôm nay lại nghĩ ra bánh gạo con chữ nghiền để đi nghiền chiều nghiền có gì nên một gạo đâu thì canh được anh nhỉ? Gạo hết mà. Mua khẩu đấy. Gạo thứ gì? 3.000 cân đầy. Cứ đưa chú mua cho. Đưa đấy cho cua cháu nữa. Đó này là bánh nhà Dương. Làm đâu cũng được. Cái tiền này chú mua rồi. Lâu lâu phải nấu ở trong bếp thì nó hỏng đấy. Ừ. Không được đấy. Kẹt hết lại đấy. Thật đấy chứ. Cá giờ khóa nước giờ nó thái hết. Tôi đem một quảng cáo. Nào. Lộp một nhát là hết tay đây sang đây. Không, hôm nay chơi thật đấy anh ạ. Được. Không này. Đấy, ông nào đánh nhá. Ông nào à? Vinh đấy. Đây đầu bếp thứ tư đây. thêm à? Thế. Tao sống bỏ đây và ăn chứ. Không có điều à? Có em vừa mới mời anh uống xong. Hai là mình còn. Như đúng rồi. Đi cái này đáp đi. Đi. Nó cũng yếu nhưng mà thì trưa lên ai nhỏ được nó lo mất ngủ chứ tối được không anh nó ngủ được không anh biết chứ đấy dòng hết thẳng cái gò này nha bao nhiêu quà hết ca này bao nhiêu anh hôm nào cứ như phát huy như thế kiểu gì cũng sẽ hết nữa mình đào được bát xong phải tí về cho đi khám sau tim đập chậm lại giật nhanh thở chậm người thì nhanh người thì chậm à ớ nó thì là từ chậm rồi nó mời quý vị khán giả nhá rồi anh em bắt đầu chiến món triển khai món tiết canh nhá đâu nhở ăn món này chú Tú đâu em đây chú chuyển món tiết canh à đấy là này hết kia đi nhanh em nhá ấy cho chanh trước vào hạt tiêu đây hạt cay đây rau thơm ấy vinh phục vụ em cái sướng nhỉ ăn như là cán bộ đấy đây lại còn người đẹp còn cạnh này ôi đừng có hết tiêu đó hạt tiêu đây
đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây thử nói cảm giác ấy nào. Đấy, 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 đấy. Người đẹp ăn tiết canh bên cạnh cho người đẹp hỗ trợ. Đâu nhờ, Thanh đâu nhờ? Cơm rồi. Rồi. Anh đọc cho chồng mình. Mời cả tả nha. Đúng rồi mà. Cần nấu thơm không? Đúng chanh. Nhại phục vụ anh. Ờ. Lại lại chú Tú phục vụ à? Chú tôi là gì? Cho nó nhỏ nhỏ tí. Ôi, rồi, 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 thư một tí. Đấy cái lợn mình phải ăn như lợn anh hiểu không? Cho nó to ra ăn. Mời các bạn nhá. Bánh, bánh, bánh. Mày mua bánh. Bánh lợn. Nhanh. Đồng thế nhỉ? Mày mua bánh ơi đi. Được không? Hôm nay cao thủ đánh ấy. Ăn lại luôn. Ăn luôn. Ôi, giời, ôi. Ăn điện thoại là nó cần gì? Các bạn là mồm nó nhỏ quá bán giả. Mồm nhỏ quá. Nó lọt. Hỏi mày nhá. Anh Thiết đi. Anh Thiết dùng đây. Có, thử đi. Rồi, ra đây. Thơm không? Không, không, ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon đấy. Tuyệt vời đấy. Đâu? Mà thơm nhỉ? Thơm mà. Không, tất cả lợn nhà mình mà không ăn thì ai dám ăn? Không, anh Vinh đi xáo thơm. Anh Vinh nhỉ? Do đầu bếp. Rất là thơm nhờ này. Thơm lắm. Này là vừa thơm. Nhưng qua ra ăn đâu? Mà ý là đừng đang đang quá đâu nó ăn đế ơi rồi ngon mà đây hai bác chấm cháu ăn đấy đâu quá ngon luôn chứ làm gì không ngon ăn thơm ngon lắm mẹ ăn đi ăn đi phá đây đấy phá đây không phá bát thì để anh chưa phải đâu không chuẩn nó ngon hôm kia ông đánh cá. Cái cá ở trong cái bọt tầm 7 giờ này. Nhà mời quý vị khán giả nhé. Hôm nay anh em xin phép tạm dừng video đây để anh em ăn uống tự nhiên nhé. Bây giờ anh em đang chờ. Chào tạm biệt nhé. Chú Thành đâu nhỉ? Chào con này nhé. Ok. Xin phép quý vị khán giả nhé. Em dừng video tại đây nhé. Con em công nhé. Bánh ở đâu? Bánh trung thu đấy. Bánh trắng này. Đây, bánh.